mai em đi biết nhớ tên em gọi về, gọi hôn liễu rũ lê thế, gọi bơ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi. Hello anh em. Em xin chào anh em ha. Em lại lên clip mới giới thiệu với anh em về một cái em cassette tự hành ha. Máy có tích hợp công suất và lo bên trong. Con này đến từ thương hiệu National. Với cái model của em nó là RW 459 ha. Máy nằm, để nằm và nhỏ gọn và rất là đẹp. Đây xin quay cận cảnh cho anh em tham khảo tí xíu. Nóc trên này được thiết kế là dạng vân gỗ ha. Mặt trước thì có ba lăng cho cái AC 1-2 gì đây để thâu, một cái chỉnh chép, bass tăng chép và một cái volume. Đây là ruo, đây là cái micro ghi của nó và cái đồng hồ vu. Con này hàng nội địa Nhật, về từ Nhật và nguồn điện AC là 100V. Và một điều đặc biệt ở em này, tuy máy nhỏ nhưng mà chất âm cực hay, rất là hay luôn nha anh em ha. Đó. RW 459 Na Thiều Na. Tuy là máy nhỏ gọn như vậy thôi nhưng mà chất âm thì tuyệt vời lắm anh em ơi. Xài 100V vào pin luôn ha. 6V à. AC 100V vào pin là 6V. Đèn phố nghe mưa tụi hơn. Anh em sử dụng nghe giải trí trong phòng làm việc hoặc là những cái không gian vừa phải thì con này tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Chắc âm. Biển có bâng khuâng gọi lòng. Ngày mưa tháng nắng còn buồn. Bàn tay nghe ngóng tin sao. Chi tiết và rất là hay luôn á. Ngày mai em đi thành phố mưa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà để đứng để nằm đều ok hết ha. Để đứng thì stop nè, lấy băng ra nè, lấy băng ra, đưa băng vào đây, nhấn xuống, đậy nắp cũng được mà không đậy cũng được thôi. Thích thì đậy lại, không thích thôi. Cái lúc này nó buông ra. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà nàng cắt nhẫn gần bên, giàn hoa tứ quanh tường, nhìn sang trường nhớ thương thầm, mơ ngày mai mưa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa tứ nhà nàng, ước cha thương đại khăn, họ hàng cùng bác lưu khen, nhờ nàng hãy giúp tôi màu hoa tàn, nụ hoa còn cứ duy vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Nút tạm dừng đây luôn anh em nha. Đó. Tạm dừng ở đây. Vâng. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bê dâu. Stop đây và tua tới. Cũng như là tua lui là sẽ nằm đây. Đó, nói chung là con này hoàn hảo và chất âm thì không biết như thế nào thì cái khách quan của em á thì con này chất âm rất là hay luôn. Tại vì cũng bán được nhiều con rồi anh biết cái con này tiếng nó tốt lắm ha. Nên nghe đêm đêm cảm nhận người đó nha. Mùi hoa tứ bề bàng,
hòa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tim thơ thơ. Ok anh em, thì anh em có nhu cầu giao lưu thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em ha, số điện thoại cũng như Zalo 0908217658. Em Huy Vũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Một em headset tự hành Nationa RW459 à. Clip tới đây cũng xin kết thúc rồi. Trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi clip và cũng như là thường xuyên hoặc là luôn ủng hộ những cái sản phẩm của shop. Em xin được hẹn gặp lại anh em với những cái clip tiếp theo, sẽ cố gắng giới thiệu với anh em những sản phẩm mới hay độc và lạ. Trân trọng cảm ơn và kính chào anh em.